Cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày tháng 8 năm 2020. Và trước màn này nhỏ quý vị đây thì chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ đồ thờ gỗ mít. Đây là bộ sản phẩm của khách hàng gia đình nhà chú Hoàng Thành tại Yên Sơn, Tuyên Quang, tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đây, trước mặt quý vị đây là hình ảnh toàn bộ sập thờ gỗ mít cũng như là bộ cuốn thư câu đối đây. Thì trước khi bàn giao cho khách hàng, tôi có quay lại video clip làm kỷ niệm cũng như là giới thiệu đến mọi người. Chiếc sập thờ này là chất liệu gỗ mít và có kích thước là chân 20, được làm theo mẫu tứ linh và một bộ cuốn thư câu đối rồng hóa. Đây, toàn bộ sản phẩm quý vị đây, tất cả chúng tôi sử dụng là 100% chất liệu gỗ mít và bộ cuốn thư câu đối này là dát vàng. Chính giữa cuốn thư là có ba chữ là Đức Lưu Quang, có nghĩa là thể hiện những lời dạy của cụ đến con cháu. Đây, toàn bộ hình ảnh đường nét chi tiết được chạm quay gần cho quý vị thấy. Thấy chính giữa là có hình ảnh rồng trầu bông hoa hồng đây, rồng hóa này, cũng như bên này là mai điểu và chữ Đức Lưu Quang trên nền gấm chữ vậy. Hai bên là một bên là thanh kiếm, một bên cây bút, là tượng trưng cho hình ảnh văn võ song toàn của người quân tử ta ngày xưa. Bên này thì hai bên câu đối, một bên là tổ tông công đức thiên liên thịnh và một bên là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Chính giữa là sập thờ đây, sập thờ chính giữa là được đục chạm đầu hổ phù quý vị nhé. Chính giữa là đầu hổ phù, hai bên là có phượng, hình ảnh chim phượng và chú nghê, bên dưới là chú rùa. Toàn bộ đường nét chúng tôi là đục chạm thủ công, 100% đục chạm thủ công bằng tay, rất là sắc nét. Hiện tại do là chúng tôi đã phun sản phẩm hoàn thiện bóng rồi và để ngoài trời nắng nên là nó phản sáng một chút, quý vị nhìn nó hơi bị ánh, không nhìn rõ cái đường nét chi tiết. Nhưng khi nhìn rõ bên ngoài thực tế sản phẩm thì cái đường hình ảnh rất sắc nét. Bên trên cổ thì có hình ảnh rồng trầu mặt nguyệt, như là cái họa tiết hoa văn khác như là bầu rượu cuốn thư hay là năm đồng tiền, rất là ý nghĩa. Phần chân là chân 24 và chất liệu gỗ mít ta. Tôi cam kết là 100% là chất liệu gỗ mít ta chọn lọc, sạch ruột không rác. Bốn chân là kê lên bốn chú rùa vị nhé, đây là theo yêu cầu của gia đình. Và chiếc bàn thờ này có kích thước là bề ngang là 1m97, cao 1m17 và sâu là 107. Khá là vừa vặn và phù hợp với đa số không gian thờ của các gia đình tại Việt Nam. Đây, tôi quay lại một lần nữa tổng thể chiếc sập thờ này cho quý vị các bạn có thể tham khảo. Rất là đẹp. Ba chữ câu đối hoành phi kia, chiếc vàng cực kỳ là nổi. Hiện tại thì tôi đang quay ngoài đường và nó hơi ồn một chút, quý vị thông cảm nhé. Còn mọi người nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0957 51086, website là đồgỗtung8.com. Hiện tại đang là buổi chiều những ngày tháng 8 năm 2020. Và đây là bộ đồ thờ của khách hàng tại Yên Sơn, Tuyên Quang. Nếu quý vị nào quan tâm và yêu mến về đồ gỗ thì có thể bấm like và đăng ký kênh để theo dõi chúng tôi giới thiệu những bộ sản phẩm khác. Rồi, xin chào mọi người nhé và hẹn lại trong những video clip khác. Thì sau đây tôi xin kết thúc video để như chiếc xe đã chờ sẵn đây để chuẩn bị chúng tôi bàn giao cho khách hàng. Xin chào mọi người.